Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu. Bước chân ai qua mau, dưới mường nghe nào nào lẫn tiếng còi tàu thét lâu. Nằm giữa đêm ngoài ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già, thầm nhớ ai ngoài kia đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quên ơi, mưa rừng về ngập trời, mưa làm chi cho ướt áo. Tiền mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi. Đây ngoài ô nhà anh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường mơ mơ bóng mưa. Những tình yêu thương để những đêm ngoại ô mưa tí tách như đêm cánh dài. Ở chốn xa ngoài kia nơi sương gió sương khuất cây đồi, người anh tôi không quên ơi, trên đường diệt giặc thù. Nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi, gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. Để những đêm ngoại ô mưa tí tách như đêm cánh dài. Ở chốn xa ngoài kia nơi sương gió sương quất cây đồi, người anh tôi không quên ơi, trên đường diệt giặc thù. Nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi, gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. Gió mang ra biên khu mến chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô.
À, xin cảm ơn thí sinh Nguyễn Thị Nguyệt đã mang đến cho tất cả quý vị khán giả một ca khúc vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Và ngay lúc này đây thì bạn có thể chia sẻ cho tất cả mọi người được biết là lý do nào đã khiến bạn đến với dòng nhạc Bolero này? Trước tiên thì em xin gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo và tất cả các khán giả đã ngồi đây để theo dõi. Như lần trước thì đã chia sẻ thì dòng nhạc này thì mình cũng có đam mê từ nhỏ, nhưng mà vì là lớn lên là không có cơ hội để mà thể hiện được dòng nhạc này. Thì khi nghe có chương trình tham dự về thi Bolero thì mình đã tự tìm đẩy cơ hội để thể hiện xem tự mình có phù hợp với dòng nhạc này hay không. Được biết hôm nay là sức khỏe của bạn thì không được tốt cho lắm, nhưng mà với phần dự thi này thì bạn có hài lòng hay không? Thực ra thì em cũng chưa cảm thấy hài lòng về phần thi này lắm. Vì sáng nay do điều kiện khách quan là em đến muộn và vừa đến thì là vào hát rồi, cho nên là vấn đề về thứ nhất là sức khỏe là không đảm bảo, thứ hai nữa là bây giờ là vẫn đang còn run. Tuy nhiên là tất cả mọi người cũng đã thấy là bạn trình diễn một cái phần dự thi rất là tuyệt vời, phải không? Và một lần nữa xin được cảm ơn bạn với phần chia sẻ vừa rồi cũng như là phần dự thi của mình. Xin cảm ơn ạ.